Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm một cái video clip để hướng dẫn các bạn là sửa chữa một cái căn bệnh mà mình thấy để ý, mình thấy là nó gì, nó rất hay xảy ra đối với dòng máy điều hòa LG Mono, kể cả là cái đời sử dụng gì một bo màu vàng như thế này, hay là cái đời gì, cái đời sử dụng gì hai bo nhỏ màu xanh. Thì mình thấy là căn bệnh này nó cũng khá là thường xuyên xảy ra đối với cái dòng máy điều hòa LG Mono. Đó là cái căn bệnh gì? Căn bệnh là một cái căn bệnh là không chạy quạt giảm lạnh. Chính vì thế mà hôm nay mình sẽ quyết định là làm video clip để chia sẻ với các bạn là về cách chúng ta làm thế nào để khắc phục cái vấn đề này, cũng như là sửa chữa được cái căn bệnh này để cho cái máy của điều hòa của khách hàng nó có thể chạy được. Đấy. Thì là mình thấy là nó gì, nó thường xuyên xảy ra, chính vì thế mà mình quyết định làm video để hướng dẫn các bạn sửa chữa, bởi vì cái máy này đang gặp cái bệnh như vậy luôn, cho nên mình sẵn tiện thể mình sửa cái máy này thì mình sẽ làm cái video để chia sẻ với các bạn. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiểm tra và chúng ta sẽ khắc phục cái vấn đề không chạy quạt giảm lạnh của máy điều hòa LG Mono nó như thế nào. Rồi giờ mình bỏ cái quạt này ra đây đã. Mình sẽ gì, ở cái đời bo sử dụng máy sử dụng một bo màu vàng cũng như là cái máy sử dụng hai bo nhỏ màu xanh thì cái cách chúng ta kiểm tra và xử lý nó cũng giống nhau các bạn nhé, bởi vì tại vì hai cái đời đó thì các bạn thấy là gì, nó đều sử dụng cái LG, đều sử dụng cái quạt, là quạt gì, quạt chúng ta chỉ cắm một cái rắc có 2 dây, còn tụ nó để bên ngoài đó, và quạt đấy là quạt không có dây điều tốc, không có dây sung hen các bạn nhé. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn cái bo này, và các bạn gặp phải cái máy mà sử dụng cái loại hai bo nhỏ thì các bạn cũng xử lý và kiểm tra tương tự. Rồi mình sẽ tiến hành cắm điện vào và chạy thử các bạn nhé. Rồi mình sẽ bật máy. Các bạn thấy là cái đèn, đấy, các bạn thấy là gì, cái bóng đèn lốc đã gì, đã chạy, lốc đã đóng. Đó, các bạn thấy là gì, lốc máy đã đóng chạy một lúc rồi, mà cái gì, cái quạt giảm lạnh này nó không có chạy. Bóng đèn giảm lạnh này nó không sáng, cái quạt giảm lạnh này không có chạy. Đó, cái máy lốc máy đã chạy được một lúc rồi mà các bạn thấy là gì, quạt giảm lạnh vẫn chưa chạy. Mạch điều hòa LG những đời này là các bạn là nó sử dụng cái quạt 2 dây, không có tín hiệu điều tốc, không có tín hiệu của sung hen. Chính vì thế mà các bạn có thể chạy lốc máy thoải mái và không báo lỗi gì. Còn đối với cái loại khác mà cái quạt sử dụng sung hen thì cái quạt này mà chạy có vấn đề thì nó đã báo lỗi rồi, chứ chưa nói gì đến việc gọi là gì cấp điện cho lốc máy làm việc, cho cục nóng chạy, mà nó sẽ báo lỗi ngay từ đầu. Rồi sau một thời gian chờ đợi như vậy mà các bạn thấy là lốc máy đã chạy mà quạt giảm lạnh không chạy thì điều đó chứng tỏ là gì, cái mạch điện này bị mắc bệnh là gì, không chạy quạt giảm lạnh. Rồi thôi mình tắt, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kiểm tra và xử lý nhanh chóng cái căn bệnh này của máy dòng máy LG Mono. Rồi đầu tiên mình sẽ gỡ cái bóng đèn lốc này ra trước cho nó đỡ vướng. Rồi. Ở đây mình sẽ lật cái mạch quay lại. Ở đây các bạn để ý này, mình giải thích cho các bạn một chút. Là các bạn thấy ở đây là gì? Cái quạt này, cái quạt này thì được điều khiển bởi gì? Cấp nguồn bởi gì? Bởi con chiác này. Bởi con linh kiện này gọi là chiác. Thì con chiác này thì được điều khiển bởi con IC quang này. Và cái IC quang này thì được điều khiển bởi gì? Bởi một trong các con IC2003 này. Tí chúng ta sẽ lần xem IC quang này kết nối về IC2003 nào ở đây. Rồi, và lệnh điều khiển sẽ từ IC tổng điều khiển ra
các một trong các con IC này để điều khiển con IC quang. IC quang điều khiển con chiac này cấp nguồn cho cái quạt giảm lạnh chạy. Vậy thì chúng ta sẽ làm, chính vì nguyên lý thiết kế của nó như vậy thì chúng ta để kiểm tra nhanh xem là nó hư hỏng thuộc về cái linh kiện nào thì chúng ta thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kiểm tra một cách rất là đơn giản và nhanh chóng. Rồi, mình sẽ lật cái máy quay lại. Mình sẽ cắm điện vào. Các bạn chỉ cần cắm điện thôi. Rồi chúng ta sẽ, các bạn chỉ cần cắm điện thôi. Chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra và chúng ta sẽ tìm ra gì, cái bệnh lý của nó nhanh chóng. Đầu tiên thì các bạn là sẽ, đầu tiên các bạn sẽ dùng gì? Các bạn sẽ dùng cái que đồng hồ. Các bạn tắt đồng hồ đi, các bạn tắt về nước ọp đi. Các bạn sẽ dùng que đồng hồ như này. Ta sẽ tập tắt cái chân 34 ấy, cái chân 34 của IC quang á. Các bạn thấy là gì? Ở đây là con check này. Chúng ta sẽ chập tắt chân 34 của IC quang. Mục đích của chập tắt của 34 để làm gì? Để chúng ta xem là con check này nó có điều khiển cấp nguồn được cho cái quạt giảm lạnh hay không. Đây thì các bạn sẽ làm theo mình, các bạn sẽ chập tắt chân 34 của nó vào. Nếu các bạn chập tắt vào mà nó sáng như này thì chứng tỏ là gì? Con check này vẫn điều khiển cấp nguồn cho quạt giảm lạnh được, không bị hư hỏng. Nếu các bạn chập vào mà nó không sáng, đây các bạn chập vào nó sáng luôn này. Nếu các bạn chập tắt chân 34 của IC quang mà cái gì? Cái bóng đèn này không sáng lên, tức là gì? Chúng ta bị hỏng từ chiac này ra đến cái rác cắm quạt này. Đấy, còn chúng ta chập tắt chân 34 của IC quang vào mà nó sáng, cấp điện cái bóng đèn nó sáng lên, tức là cái quạt giảm lạnh này gì? Cái con chiac này vẫn điều khiển cấp nguồn cho quạt giảm lạnh được, thì chúng ta không cần kiểm tra từ chiac ra cái rác này nữa mà chúng ta kiểm tra từ phần IC quang trở quay lại. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ kiểm tra xem con IC quang này còn làm việc tốt hay không, bằng cách là chúng ta sẽ rút điện ra một tí đã, xong chúng ta sẽ lần mạch. Các bạn sẽ thấy là gì? Mình sẽ dùng đồng hồ thang đo X1, mình sẽ kiểm tra, mình sẽ dò mạch. Các bạn phải dò mạch trước khi các bạn thực hiện nhé. IC quang này thì bao giờ nó có một chân cấp nguồn 5V. Các bạn lần về các bạn sẽ thấy là gì? Một chân thông với gì? Dương nguồn 5V hoặc 12V, thường là nguồn 12V nhiều hơn. À rồi, ok. Các bạn thấy là gì? Một chân của IC quang sẽ được cấp nguồn 12V. Đây các bạn thấy là thông với chân nguồn 12V luôn. Một chân của IC quang sẽ thông với chân nguồn 12V như này. Và sẽ gì? Sẽ đi qua một con trở để bảo vệ IC quang. Các bạn thấy là một chân cấp nguồn của IC quang được cấp sẵn nguồn dương 12V. Và một chân còn lại sẽ phải thông về, một chân còn lại sẽ phải thông về các cái chân từ chân số 10 đến chân 16 của IC203. Các bạn sẽ dùng que đồng hồ, các bạn là gì? Các bạn dê như này. Thông chân nào thì thông về chân nào thì chân đấy chính là chân điều khiển IC quang. Các bạn dê chậm thôi. Chúng ta dê xem là nó về chân nào. À đây, chân này. Rồi các bạn thấy đấy. Gì? Chân thì còn lại của một chân thì cấp nguồn 12V, còn một chân còn lại là thông về chân thứ 16 của IC quang này. Một chân của IC quang là thông với nguồn 12V này các bạn này, dương 12V này. Đó. Chân còn lại sẽ gì? Thông với chân 16 của IC 2003 này. Vậy thì chân lệnh điều khiển từ vi xử lý chính là chân 1 của IC 2003 này, các bạn đánh dấu lại. Các bạn nhớ rõ là chân 1 của IC này. Vậy thì để kiểm tra xem IC quang này còn làm việc tốt hay không thì các bạn sẽ cắm điện vào và các bạn sẽ thực hiện phương pháp thử như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ chỉnh cái đồng hồ về thang đo X1 hoặc X10 tùy ý các bạn. Nhưng mà các bạn tuyệt đối là gì? Không được dùng cái dây điện để chập tắt trực tiếp, mà các bạn phải dùng gì? Thang X1 trở lên. Thì chúng ta mình thường dùng thang X1. Tại vì khi các bạn dùng thang X1 ấy thì cái hai que đồng hồ chúng ta này nó sẽ có một cái điện trở chạy qua cái nội trở của cái đồng hồ. Đấy, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn cắm điện vào và các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ cái chân mà IC quang thông về cái chân 16 của con 2003 này, của IC203 này. Tức là cái chân mà sẽ chờ nối mát của nó. Còn cái chân, một chân là gì? Các bạn ý là một chân là gì? Một chân của IC quang đã được cấp nguồn dương 12V rồi. Thế còn một chân còn lại này sẽ thông về chân thứ 16 của
IC203 như mình vừa lần mạch lúc nãy, thì các bạn dùng đồng hồ thang đo X1. Các bạn sẽ để một que đo ở chân 16. Rồi một chân còn lại thì các bạn sẽ gì? Chúng ta sẽ chạm chạm vào cái chân số 8 của IC203 hoặc là gì? Hoặc chân mát của tụ lọc nguồn chính, của tụ lọc nguồn đầu ra 12V ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Đầu tiên mình sẽ gì? Mình sẽ để đồng hồ thang đo ở đây, thang đo nhân 1 các bạn nhé. Mình sẽ cố định một que đo ở chân thứ 16, tức là chân từ IC quang chạy về đấy. Rồi, chân còn lại thì mình sẽ gì? Quẹt vào chân 8 của IC203 này hoặc là vào chân mát của cái con tụ cốc nguồn này. Thì các bạn sẽ chú ý quan sát cái bóng đèn. Đấy. Các bạn thấy là gì? Khi mình quẹt cái thì cái bóng đèn sáng. Các bạn thấy khi mình chạm cái bóng đèn sáng luôn. Đây mình chạm chân 8 cho các bạn xem này. Chân 8 chính là chân mát các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy là gì? Khi mình chạm từ chân 16 này với chân mát mà bóng đèn sáng được, chứng tỏ là IC quang của chúng ta vẫn là tốt. Còn nếu chúng ta chạm mà nó không sáng được thì IC quang bị hư hỏng các bạn nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành đo lệnh từ vi xử lý này, xem vi xử lý này đã xuất lệnh vào cái chân 1. Tại vì về tín hiệu IC quang về gì? Chân IC quang về chân thứ 16 này thì chân lệnh sẽ là chân 1 các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành đo thang 10V DC. Mình sẽ đo chân mát với chân 1. Và cụ thể đây các bạn có thể đo chân 8. Chính là chân mát luôn các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành gì? Bật máy. Và các bạn quan sát đồng hồ là gì? Các bạn quan sát đồng hồ là chúng ta thấy là gì? Rồi, mình đo lại. Đó, các bạn thấy là gì? Kim đồng hồ không lên, chứng tỏ là gì? Điều đó chứng tỏ là gì? Mất lệnh điều khiển từ vi xử lý ra cái chân 1 của IC2003 này. Rồi, thì để khắc phục cái căn bệnh này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện như sau. Thứ nhất là các bạn phải để ý rằng là cái quạt này là nó gì? Không có chân đều tốc, cho nên chúng ta chỉ cần được gì? Chúng ta chỉ cần làm sao để mà khi khách hàng bật lên quạt chạy và khi khách hàng tắt máy đi thì quạt tắt là ok. Vậy thì các bạn sẽ đo gì? Các bạn sẽ đo cho mình chân mát. Các bạn đo chân mát tụ cũng được hoặc chân mát số 8 của ai. Các bạn sẽ đo chân mát với gì? Chúng ta dùng hồ thang đo 10V DC các bạn nhé. Chân mát với các cái chân từ 1 đến chân 7 của hai con IC 2003 còn lại này. Rồi các bạn dùng điều khiển gì? Các bạn tắt và bật, bật và tắt cho mình. Nếu các bạn thấy chân nào bật mà kim lên mà tắt là kim về, tức là gì? Bật có mà tắt thì mất, thì các bạn sẽ sử dụng chân đó làm chân lệnh giả cho mình. Các bạn cứ tìm, các bạn sẽ cứ bấm từng, các bạn sẽ đo từng chân một và các bạn cứ bấm tắt bật xem chân nào gì, chúng ta bật nó có mà tắt đi nó mất. À đây chân này các bạn này, ngay chân 1 của IC2003 này luôn. Ngay chân 1 của con IC2003 này luôn. Các bạn thấy là gì? Chúng ta bật lên thì nó có đèn áp, chúng ta tắt đi nó mất. Chúng ta bật lên nó có, tắt đi nó mất. Bật lên có, tắt đi mất. Chân này chính là chân lệnh tắt bật cái đèn LED ở đây các bạn nhé. Các bạn để ý này, mình bật lên thì cái đèn LED nó sáng này. Thì đồng thời là gì? Đồng hồ có điện áp. Và chúng ta bật tắt đi, mình tắt đi này. Thì cái bóng đèn tắt và đồng hồ mất điện áp. Chân này chính là chân lệnh điều khiển cái bóng đèn LED báo hiệu nguồn ở trên cái gì? Mở nguồn ở trên cái hiển thị các bạn nhá. Rồi, sau khi chúng ta xác định được là cái chân này có cái lệnh tắt bật giống như vậy thì chúng ta sẽ đánh dấu lại. Ở đây mình sẽ nhớ luôn nó là chân 1 của IC này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành rút điện ra. Và việc làm tiếp theo là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ sử dụng một con dao, chúng ta sẽ cắt cái đường mạch mà chạy từ vi xử lý đến cái chân 1 của IC này ra. Chúng ta sẽ cắt nó ra. Sau khi chúng ta đã cắt đứt cái đường mạch
từ vi xử lý điều khiển ra chân một của IC203 này, thì chúng ta sẽ tiến hành gì? Sử dụng một cái mẫu dây điện, chúng ta sẽ câu từ cái chân một này. Các bạn nhớ là phải cắt mạch trước nhé. Chúng ta sẽ câu chân một này sang cái vị trí chân một mà chúng ta vừa mới tìm được. Rồi, mình sẽ hàn ít thiết thôi. Chúng ta sẽ câu chân một này sang gì? Sang cái chân một của con IC mà chúng ta vừa tìm được, mà nó có gì? Có cái lệnh là bật điều khiển lên thì nó có lệnh, mà tắt đi thì nó mất. Rồi, sau khi câu như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành gì? Cắm đèn nào và chúng ta sẽ kiểm tra cái thành quả của nó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bật máy lên xem nó như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta gì? Bật lên cái là gì? Quạt là lại chạy luôn. Chúng ta tắt đi là gì? Là nó tắt. Chúng ta cứ bật lên là nó chạy luôn. Đấy, lốc chưa đóng như quạt vẫn đã chạy rồi. Chúng ta tắt đi là gì? Nó tắt. Chúng ta bật lên là gì? Nó bật. Và chúng ta cũng chỉ cần làm như vậy là ok, tại vì quạt này nó không có tín hiệu điều tốc xung hen các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Mình bật lên là nó sáng và tắt đi là nó tắt. Đó. Rồi. Như vậy là vừa rồi mình đã gì? Hướng dẫn chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh rất hay gặp của dòng máy điều hòa mono LG. Đó là căn bệnh là gì? Không chạy qua giá lạnh. Và cách chúng ta kiểm tra sàng lọc lần lượt từ chiếc điều khiển cấp nguồn cho quạt dẫn đến IC quang, rồi câu lệnh như thế nào. Hy vọng là nó có thể giúp ích được cho một số bạn. Chúng ta tham khảo thêm để khi mà chúng ta gặp phải căn bệnh này, chúng ta sẽ có cái phương pháp kiểm tra và xử lý như mình hướng dẫn. Rồi, như vậy là mạch điện mình đã vừa sửa xong và cũng là làm video clip để chia sẻ cho các bạn. Và bây giờ mạch điện đã sửa xong rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Chúc tất cả các bạn thành công. Và các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video, cũng như là gì, bấm nút like video khi đang xem, cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh Điện Lạnh Mai Chi thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là bấm cái biểu tượng rung chuông để nhận được thông báo khi mình làm video clip chia sẻ mới nhất. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.